Khi con mồi lỡ ngang lờ ngớ đi ngang qua hàng, chúng sẽ nhanh chóng lao ra để túm cổ con mồi. Hello, xin chào các bạn. Tình hình là hôm nay thì cũng chả có cái gì đâu. Anh Edit là vẫn cay cú cái vụ mắt nổ mắt xịt vì mấy em động vật siêu ngụy trang, nên là hôm nay anh ấy quyết định trả thù thôi mà. Thực ra anh ấy mới luyện được cái haki quan sát nên là muốn gáy. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là những động vật ngụy trang siêu cấp trong thế giới động vật. Và không để các bạn mất thêm quá nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào chương trình nào. Lui. Không giới hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1, kiến gấu trúc. Cái tên có lẽ đã nói lên tất cả. Loài này khoác lên mình trang phục đen trắng giống như một con gấu trúc. Chúng sinh sống và làm việc trong các khu rừng ở Chile với kích thước khiêm tốn chỉ bằng ngón tay cái. Loài con trùng nhỏ bé này còn có lông nữa các bạn ạ. Trông chúng khá là dễ thương, nhưng đừng vì vẻ cute đó mà sờ mó hay là có ý định nuôi chúng làm thú cưng nhé. Mặc dù có hình dáng của một con kiến, nhưng thực chất kiến gấu trúc là một loài ong bắp cày không có cánh. Không biết là tại sao chúng lại khoái giả nai thành loài kiến vô hại. Kẻ nào thấy chúng nhỏ bé mà bắt nạt, vớ vẩn là đến công chuyện luôn. Màu đen trắng trên cơ thể nhỏ bé có nhiệm vụ cảnh báo cho các loài khác về độ nguy hiểm của những vết trích, cũng như là độ hổ báo cáo trồn của loài kiến này. Nếu như bạn vẫn cố tình làm phiền chúng, thì kiến gấu trúc sẽ phát ra những tiếng khèn khẹt, nghe rất là vui tai. Nhưng khi mà nghe thấy âm thanh này thì có lẽ là các bạn nên coi chừng, vì đó là dấu hiệu chúng sắp tấn công bạn. Kiến gấu trúc là những kẻ khoái sống một mình với sở thích đi bụi, vì vậy chúng không sống thành đàn và cũng không làm tổ để ở luôn. Ngoài ra, chúng cũng là loài ký sinh trùng. Kiến gấu trúc cái đẻ trứng vào một loài côn trùng khác, sau đó các con non nở ra và ăn thịt ấu trùng để lớn lên. Số 2, ruồi ong vàng. Vào một ngày đẹp trời, MC Rương tới đây bỗng bị lạc vào một cánh đồng xanh với những bông hoa khoe sắc khoé, cùng với khung cảnh ong bướm tung tăng nhảy múa. Bỗng mình phát hiện ra những kẻ xâm nhập không mời mà đến. Đó chính là ruồi ong vàng, đang trà trộn chơi đùa với những chú ong. Nhờ sở hữu haki quan sát nên là mình mới phát hiện được chúng các bạn ạ. Thế mới thấy loài ong này ngụy trang đỉnh đến mức nào. Dã man còn ngàn hơn, khi chúng cải trang thành ong nghệ, những kẻ thù không đội trời chung của chúng mới ghê. Đó là một nước đi táo bạo nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Những kẻ thù của ruồi ong vàng không dám động đến chúng vì chẳng kẻ nào muốn ăn cú trích đến từ ong nghệ cả. Trình độ ngụy trang của ruồi ong vàng đạt cấp độ thượng thừa khi chúng hiên ngang đi vào tổ ong để đẻ trứng trong đó. Ấu trùng của chúng sẽ nở ra, ăn ong và mật hoa để lớn lên. Mặc dù rất giỏi hóa trang cùng với khả năng diễn không hề giả trân, nhưng chúng vẫn có sơ hở để nhận biết. Đó là loài ong nói chung thì thường ít bay lượn, còn loài ruồi này thì lượn đi lượn lại liên tục. Một điểm nữa đó là các lông trên ngực, lưng và râu của chúng sẽ ngắn hơn so với ong nghệ. Em ruồi ong vàng nào vô tình gặp ong nghệ hàng riu thì chỉ có cụ đi chân lạnh toát mà thôi. Số 3, cua trang trí. Những cao thủ ngụy trang như là bạch tuộc đã tiến hóa hệ thống thay đổi màu sắc và kết cấu để hòa nhập với môi trường xung quanh. Nhưng mà cua trang trí thì lại chọn cho mình một lối đi riêng không đụng hàng ai. Chúng chỉ học cách nhặt đồ đạc rồi gắn vào cơ thể của mình. Cua trang trí được bao phủ bởi một lớp lông cứng có tên gọi là sati mà chúng dùng để gắn những thứ như là bọt biển, rong biển hay là tảo vào. Loài cua này cực kỳ đam mê thời trang, nhưng chúng không ăn mặc để gây sự chú ý mà là để ngụy trang. Cua trang trí thường sống trong các hồ thủy triều và bãi đá ngoài khơi. Đó là những nơi nguy hiểm cho những kẻ thơm ngon ngọt thịt như chúng, vì vậy ngụy trang là điều hết sức cần thiết. Trong thế giới của cua trang trí có 3 trường phái về ngụy trang. Đầu tiên là những kẻ theo chủ nghĩa bạ đầu trang trí đấy. Chúng đính kèm bất kỳ thứ gì có thể tìm thấy được ở xung quanh nhằm dễ dàng hòa mình vào môi trường nơi đó luôn. Nếu như chúng đi phượt đến một địa điểm khác, chúng sẽ bỏ trang phục với đồ trang trí cũ lại. Đến địa điểm mới, chúng sẽ tiếp tục dùng những thứ có sẵn trong tầm mắt để trang trí. Nhóm thứ hai có sở thích tự trang trí theo thú vui ăn uống của bản thân. Những con này thường dùng tảo, bọt biển, động vật giáp xác nhỏ để trang trí. Khi gặp được vật phù hợp, chúng sẽ cắt tỉa cho đúng kích thước rồi cố định lên người. Trên thân của chúng được trang trí bởi những sợi lông móc đặc biệt nên là khá là dễ cho việc gắn các vật lên. Còn những kẻ thuộc nhóm thứ ba thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngoài trang trí thông thường, chúng còn có thêm cả phụ kiện vô cùng bá đạo, đó là những con hải quỷ. Khi đó chúng không ngán bố con thằng nào hết. Nếu có kẻ nào dám tấn công, chúng sẽ dùng hải quỷ đốt cho đến chết. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Theo thời gian, hải quỷ và rong biển có thể phát triển và lan rộng khiến cho mai cua trở nên nặng hơn. Cua trang trí dành cả cuộc đời để trang trí bản thân. Khi chúng lớn lên, chúng có nhiều diện tích bề mặt hơn để che và cần thêm đồ trang trí. Từ khi cua lột xác và lớn hơn, chúng cần tái chế đồ trang trí và thu thập nguyên liệu hoàn toàn mới để tạo nên những trang phục mới. Đặc biệt, càng lớn thì cua càng có ít kẻ thù hơn và có nhu cầu trang trí nhiều hơn.
Số 4. Bạch tuộc. Nếu như các bạn đã từng xem video về bạch sở tuộc trên không giới hạn thì hẳn là các bạn cũng biết chúng bá đạo đến như thế nào. Nếu như chưa xem thì xem ngay đi nhé, hay lắm đấy. Cái gì có thể bỏ qua chứ riêng cái tài ngụy trang có 102 của chúng thì không thể nào không kể đến được. Chúng có thể dễ dàng biến đổi màu sắc và sử dụng tài năng này như một công cụ đắc lực để thu hút bạn tình, ẩn nấp khỏi kẻ thù hay gửi đi một thông điệp. Chẳng hạn như là bạch tuộc đốm xanh thường phát ra tín hiệu từ những vết tha thu màu xanh trên cơ thể để cảnh báo rằng không muốn chết sớm mà thì tránh xa tao ra. Những loài động vật khác phải chật vật nếu như muốn thay đổi màu sắc liên tục, còn đối với bạch tuộc thì quá ư là bình thường luôn. Chúng có được khả năng này là nhờ vào những tế bào sắc tố da. Sự kết hợp giữa sắc tố da, dây thần kinh và các múi cơ giúp cho bạch tuộc thay đổi ngoại hình dễ như ăn cháo. Một số loài bạch tuộc biến hình còn nâng cấp độ ngụy trang lên một level mới. Khi cảm thấy nguy hiểm đang cận kề thì chúng sẽ biến hình thành một thứ gì đó đáng sợ để dọa lại kẻ thù. Loài này tận dụng cơ thể mềm dẻo cùng với khả năng thay đổi sắc tố da để bắt chước cả màu sắc, hình dạng cơ thể cùng với cách di chuyển của loài nguy hiểm khác. Một số ví dụ điển hình có thể kể đến là cá bẹt độc, rắn biển chết hay là cá sư tử. Tuy rằng cách hóa trang này không thể giống bản gốc 100% được, nhưng cũng phần nào làm cho kẻ thù hoang mang lo sợ mất vài giây mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Số 5. Nhện cửa sập. Hầu hết các loài nhện đều thích giăng tơ để bẫy con mồi xa lưới, nhưng nhện cửa sập trời trội, chúng đào hang để ẩn nấp và đi săn. Loài này đầu tư khá nhiều thời gian và công sức vào việc xây dựng nhà của chúng, vì vậy chúng sẽ ở đó phần lớn trong cuộc đời của mình. Phía dưới phao câu của chúng có một tấm chắn đen xì xì, trông giống đồng xu với những hoa văn kỳ lạ. Tấm chắn này giúp chúng đậy chặt cửa hang để những kẻ đi săn không thể nào tiếp cận được với chúng. Với cách ngụy trang này, chúng vừa né được kẻ thù, đồng thời vừa có thể đánh lừa con mồi. Khi con mồi lớ nga lờ ngớ đi ngang qua hang, chúng sẽ nhanh chóng lao ra để túm cổ con mồi. Loài nhện này thường dùng chân trước để tấn công cùng với vết cắn có nọc độc khiến cho con mồi nôn mửa, hôn mê và khó thở. Rất may là vết cắn của chúng không nguy hiểm với con người. Tuy nhiên, bạn vẫn phải cẩn thận vì cảm giác bị những chiếc nanh to cắn nó cũng không hề dễ chịu tí nào đâu. Nhện cửa sập dành phần lớn thời gian ở trong thế giới ngầm của chúng, nhưng một vài cơn mưa sẽ làm cho chúng đi ra ngoài. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi loài nhện này đi lang thang ở bên ngoài. Vừa đi, nhện cửa sập vừa lo sợ vì chúng phải rời khỏi cái hang. Lúc này chúng dễ bị những kẻ săn mồi làm thịt. Mặc dù nhện cửa sập là loài nhện tương đối lớn với khả năng săn mồi hiệu quả, nhưng còn nhiều kẻ còn hung tàn hơn chúng đang đi săn. Nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm đang tiến lại gần, nhện cửa sập vào tư thế sẵn sàng lao ra cắn xé. Đen cho nhện vì hôm nay đụng chúng phải một em rết phái toàn chân. Chuyện gì đến cũng phải đến, nhện bị rết làm gỏi luôn. Đây gọi là đen thôi, đỏ quên đi. Và thế là hết chuyện, nhưng mà vẫn còn một tí video. Số 6. Ếch sừng mũi dài. Khi bạn bước chân vào địa bàn của ếch sừng mũi dài thì phải hết sức cẩn thận. Không phải là vì chúng có độc hay là chúng cắn bạn, mà bởi vì bạn có thể vô tình dẫm phải chúng. Cơ bản là vì loài này ngụy trang cực kỳ đỉnh. Ếch sừng mũi dài thường định cư ở các khu vực rừng mưa phía nam Thái Lan, bán đảo Mã Lai và Singapore. Hình dạng cơ thể, màu sắc và đặc biệt là các gai nhọn mọc phía trên mắt cho phép chúng ẩn mình hoàn hảo giữa lớp lá rụng. Khi những chiếc lá trên cây đã rụng xuống đất, chúng ta càng khó phát hiện ra chúng. Ếch sừng mũi dài có thể ngồi im thin thít hàng giờ để né tránh kẻ thù. Đồng thời bất kỳ con mồi xấu số nào vô tình lướt qua thì chúng cũng tiện mồm khợp nhẹ một cái. Món ăn khoái khẩu của loài ếch này là nhện, động vật gặm nhấm nhỏ, thằn lằn và một số loài ếch khác. Số 7. Bướm đêm bắp tiếp. Mình đố các bạn biết đâu là cành cây thật và đâu là cành cây giả đấy. Các bạn thấy xoắn não chưa nào? Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, vì đây là một thiên tài ngụy trang, một kẻ bắt chước đẳng cấp mà mình phải dùng đến haki quan sát thì mới thấy được. Đây là loài bướm đêm bắp tiếp. Loài này có danh pháp khoa học là Phalaera bucephala, là thành viên của gia đình bướm Notodontidae. Chúng được tìm thấy ở khắp châu Âu, châu Á đến đông Siberia. Bướm đêm bắp tiếp có sở thích ngủ ngày cày đêm, và ban ngày chúng thường dành thời gian để nghỉ ngơi. Khi chúng ngồi chơi sởi nước, trông chúng chẳng khác gì một khúc cây bé tí tì. Lúc này thì rất khó để có thể phát hiện ra chúng giữa những chiếc lá và những cành cây khác. Tất nhiên là trừ khi bạn vẫn vô tình lẫn vô ý làm phiền chúng. Như bao loài khác, bướm đêm bắp tiếp ngụy trang để né tránh kẻ thù và những kẻ khác làm phiền trong khi chúng đang nghỉ ngơi. Không biết là xem xong chương trình ngày hôm nay thì các bạn cảm thấy ấn tượng với loài nào nhất về khả năng ngụy trang của chúng? Mình thì mình thấy rằng loài nào cũng có cái hay riêng và loài nào cũng có cái để chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ. Vậy ý kiến của các bạn thì sao? Hãy cho chúng mình biết bằng cách comment xuống phía bên dưới. Đừng quên, nếu như thấy chương trình ngày hôm nay vẫn hay và hấp dẫn như mọi khi, hãy like, share và subscribe channel Không Giới Hạn News.
mình sẽ sớm trở lại với những video còn hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất nhé. Bye bye!